Tiếp cái đề bữa trước mình đã giải đúng không? Thì bữa nay mình giải tiếp một cái cũng là bữa trước mình giải bài 1, bữa nay mình giải bài 2. Bây giờ đọc đề nào. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 50. Có vận tốc. Đến B người đó nghỉ 15 phút. Đấy. Rồi quay về A với vận tốc 40. Biết tổng cộng hết, có nghĩa là tổng cộng thời gian đi và về á, rồi luôn cái thời gian nghỉ đó là 2 giờ 30 phút tính quãng đường AB. Thì bây giờ mình xác định này, mình không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Nó kêu tính cái gì thì mình gọi cái đó. Ở đây nó kêu tính quãng đường AB thì mình gọi x km trên giờ là quãng đường AB, đúng không? Ở đây tôi đã ghi rồi. Mình ghi vậy để tiết kiệm thời gian. Không? Nè, để nhìn nha. Rồi bây giờ gọi x km trên giờ là quãng đường AB. Nghĩa là mình đã có quãng đường. Mình có vận tốc xe máy đi từ A đến B, có quãng đường, có vận tốc. Sẽ tìm cái gì? Có quãng đường, có vận tốc sẽ tìm thời gian. Mình có ba đại lượng là quãng đường, vận tốc và thời gian. Quãng đường là S, vận tốc là V, thời gian là T. Bây giờ tìm quãng đường. Quãng đường chính là cái dài nhất, muốn tìm nó thì lấy V với T là V nhân T là vận tốc nhân thời gian. Ngược lại muốn tìm V thì lấy thằng bự chia. À, chỉ có tìm anh quãng đường mới nhân thôi. Ngược lại tìm V với T là phải chia, lấy thằng bự chia, vậy lấy ai chia ai? Tìm V này thì lấy S chia cho T. Còn tìm T thì lấy S chia cho V, như vậy thôi. Thì bây giờ bài này mình đã có x là quãng đường rồi. Mình có vận tốc chưa? Có vận tốc xe máy đi rồi, có quãng đường, có vận tốc, tìm cái gì của xe máy đi? Thời gian. Do đó, thời gian xe máy đi từ A đến B. Thời gian thì lấy quãng đường chia vận tốc. Quãng đường là x, vận tốc đi là nhiêu? 50. Ra được thời gian. Đấy. Tiếp tục. Rồi, quay về có nghĩa là đi từ A đến B rồi. Người đó nghỉ 15 phút rồi quay về A, có nghĩa là nghỉ 15 phút rồi quay về A, nghĩa là từ đâu về đâu? Nghĩa là từ B về về A với vận tốc. Đây là vận tốc về. Như vậy thì thời gian có vận tốc về, có thời gian, có quãng đường, có quãng đường, có vận tốc, tìm cái gì của xe máy? Thời gian. Như vậy thì thời gian xe máy đi từ B về về A, thời gian thì lấy quãng đường chia vận vận tốc. Quãng đường là 40. Quãng đường là x, vận tốc về là 40. Đây. Rồi. Nó nói từ A đến B nghỉ 15 phút là sao? Bây giờ tôi vẽ cái hình này này. Đây này. A này. B này. Đúng chưa? Từ A đến B tới đây nó nghỉ. Nó nghỉ là 15 phút. Được chưa? Bây giờ mình có thời gian Anna chưa? Thời gian đi chưa? Rồi. Có thời gian về chưa? Rồi. Thời gian đi, thời gian về và cái thời gian nghỉ nè, biết thời gian tổng cộng hết. Có nghĩa là thời gian tổng cộng hết nghĩa là gì? Thời gian đi. Đi. Này. Thời gian đi cộng thời gian về cộng thời gian gì nữa? Thời gian nghỉ là nhiêu? Là 2 giờ 30 30 phút, hiểu chưa? Có nghĩa là mình cần phải tìm thời gian đi, thời gian về và thời gian nghỉ. Mình lấy ba cái này cộng lại hết thì nó bằng 2 giờ 30 phút. Nó biết thời gian tổng cộng hết, nghĩa là nó tính luôn cái thời gian gì luôn, tính luôn cái thời gian nghỉ, được chưa? Đây, thời gian A đến B rồi bắt đầu nó nghỉ đây 15 phút, rồi bắt đầu từ đây nó xuất phát về thì gồm có thời gian đi, thời gian nghỉ và thời gian về, và ba này tổng cộng hết là 2 giờ 30 phút. Thì bây giờ mình giải tiếp nha. Hồi nãy tìm thời gian xe máy đi rồi, thời gian xe máy về rồi, được không? Giờ 15 phút này chính là thời gian gì? Thời gian nghỉ. À, vì thời gian xe máy đi và về, đi về, vì thời gian xe máy, mình sửa lại ha, vì thời gian tổng cộng hết đi, vì thời gian tổng cộng hết, bỏ này nha, ghi về cũng không đúng lắm. Vì thời gian tổng cộng hết là 2 giờ 30 phút. Còn nếu mình có ghi ghi giống vậy thì mình ghi là gì? Thời gian xe máy đi về và kể cả thời gian nghỉ là 2 giờ 30 phút.
À, mình tính vậy luôn á, mình phải ghi như vậy. Nếu ghi theo cái câu văn này là thời gian xe máy đi về và cả thời gian nghỉ là 2 giờ 30 phút. Còn nếu mình ghi ngắt gián tắt thì mình ghi gì? Thời gian vì thời gian tổng cộng hết là. Đó. Rồi. Còn đây mình không thích ghi 15 phút bằng 1 phần 4 giờ thì mình thêm vài dòng vô cho lịch sự là gì? Thời gian xe máy nghỉ là, được không? Thời gian xe máy nghỉ tại B là, được không? À, thời gian người đó chứ, người đó nghỉ 15 phút, nghe thời gian người đó nghỉ là. À, đó. Rồi. Ra 5 phần 2 làm sao ra 5 phần 2? Mình lấy 30 chia 60. Lấy 30 chia 60 là từ phút chia 60 thành giờ cộng 2 này nữa ra 5 phần 2 giờ. Nên ta có phương trình là mình lấy cái thời gian này gì? Đi nè, cộng thời gian về nè, cộng thời gian gì? Nghỉ nè, bằng 5 phần 2. Được chưa? Ở đây mình có thể ghi là thời gian người đó, người chữ người nha, người đó nghỉ 15 phút à tại B đó. Vì thời gian xe máy tổng cộng hết là à, vì thời gian tổng cộng hết là đó. Rồi bắt đầu mình giải nè, x về một bên, số về một bên, như vậy thì x trên 50 cộng x trên 40, 1 phần 4 chuyển qua là trừ 1 phần 4, x giống nhau chỉ x, đặt x ra thì còn x dục ra thì còn là 1 phần 50, x dục ra 1 phần 40 bằng cái này, tính tính chỗ này nè, bấm máy tính ra thì ra 9 phần 4. Rồi mấy đứa tính cái ngoặc này nha, x nhân cái này ra 9 phần 200 bằng 9 phần 4, nhân đó thành chia, mấy đứa lấy 9 phần 4 chia 9 phần 200 à, tương đương x, mấy đứa tôi đưa lấy là 9 phần 4 chia 9 phần 200 thì mấy đứa sẽ ra kết quả là x bằng 50, mà điều kiện của mình x là một số lớn hơn không, nên 50 lớn hơn không là điều hiển nhiên, mấy đứa ghi thỏa mãn điều kiện hoặc là mấy đứa ghi chữ nhận ha. Rồi vậy quãng đường AB dài 50 km là kết thúc câu 2, được chưa? Rồi đây cái đề ha, cái làm nè. Ok chưa? Rồi giờ qua câu 3 nha. Rồi mình đến xem đề câu 3. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc, có vận tốc đi và quay về. Có vận tốc đi, có vận tốc về. Chắc chắn mình không cần suy nghĩ, nó kêu tính gì? Tính quãng đường. Như vậy thì mình gọi cái gì là quãng đường? Gọi x là quãng đường. Nghĩa là mình đã có quãng đường rồi, có vận tốc rồi, tìm gì? Thời gian. Do đó vấn đề của mình là chắc chắn phải đi tìm thời gian. Bây giờ mình xử lý bài này nha. Bây giờ người ta kêu tính cái gì, mình không cần đọc đề nhiều, mình chỉ cần đọc sơ sơ là biết. Đó, cái định hướng. Tại sao mình không đọc nhiều? Mình đọc nhiều rối chứ không gì, đến không nhiều. Rồi, nhớ à, có vận tốc à, cho vận tốc kêu tính quãng đường thì gọi x là quãng đường, nghĩa là mình đã có quãng đường rồi nè, đó có quãng đường rồi nè, có vận tốc rồi nè, đó tìm gì? Thời gian. Như vậy thì mình tìm thời gian ô tô đi từ A đến B. Đó. Thời gian thì mới đưa lấy gì? Quãng đường chia vận vận tốc. Quãng đường là chữ x, vận tốc là 45. Rồi, thời gian đi rồi, tiếp tục quay về, quay từ B về A nghĩa là thời gian gì? Thời gian về. Thời gian ô tô đi từ B về về A. Đây. Được chưa? Thời gian ô tô đi từ B về A. Bây giờ thời gian về ô tô đi từ B về A này. Thời gian thì lấy quãng đường chia vận tốc. Quãng đường là x. Vận tốc lúc về là bao nhiêu này? Nè, B về A với vận tốc 40. Vậy lấy quãng đường là x chia vận tốc về là 40. Thời gian thì lấy quãng đường chia vận tốc. Quãng đường là chữ x nè. Vận tốc nè là về nè là 40. Mình chia vận tốc 45 được không? Không, mình chia 45 là thành vận tốc đi sao? Là thời gian đi. Được rồi. Tiếp tục này, khi tới đây bắt đầu mình đọc cái tiếp cái câu câu cuối nè. Biết thời gian đi ít hơn thời gian về. Thời gian đi ít hơn thời gian về thì mình bây giờ mình vẽ nè. Thời gian đi ít, vậy vẽ sao đây? Ngắn thôi. Đoạn ngắn thôi. Thời gian về mặc định đi ít thì về phải sao? Nhiều hơn. Và nhiều hơn bao nhiêu mình nhìn vô đây nè. Thời gian đi ít hơn về là 1 giờ 30 phút. Như vậy thì ngay chỗ này là 1 giờ 30 phút. Được chưa? Làm sao lòi ra cái con số này thì mình sẽ lấy cái đoạn dài trừ cho cái đoạn gì? Đoạn ngắn.
để ra được cái phần thừa này nè, là lấy thằng dài trừ thằng ngắn sẽ ra được cái thằng thừa này. Đó. Như vậy thì dài là gì? Thời gian về trừ cho ngắn là thời gian gì? Đi sẽ lòi ra cái số này. Nè. Nhé là mình sẽ lấy thời gian về trừ cho thời gian đi nha, sẽ ra được cái kết quả này. Rồi bây giờ làm ha. Vì thời gian đi ít hơn thời gian về là 1 giờ 30 phút. Bây giờ mới đưa đổi về giờ nè. Mình đưa lấy 30 nè, chia 60 để ra giờ, rồi cộng thêm 1 nữa ra 3 phần 2 giờ. Đó, nên ta có phương trình. Hồi nãy mình đã nói rồi. Lấy gì? Về trừ đi. Như vậy thì thời gian về là gì? Thời gian ô tô về là x trên 40. À, trừ cho thời gian ô tô đi là x trên 40. Là bằng 3 phần 2. Được chưa? Có rất nhiều cách giải. Bây giờ mấy đứa không thích làm như vậy. Còn mấy đứa không thích làm như vậy thì mấy đứa có thể lấy gì? Lấy cái đoạn ngắn này nè, cộng cho cái phần thừa này sẽ ra thời gian về. Nhưng mà tôi cũng thích làm vậy, tôi chỉ mấy đứa thêm một đường mòn nha. Rồi giống nhau, chỉ x dục chỉ x ra thì còn 1 phần 40 dục chỉ x ra 1 phần 45 bằng 3 phần 2. Mấy đứa giải trong ngoặc này nha. X nhân lại tính này ra 1 phần 360 bằng 3 phần 2. Nhân thành chia. Như vậy thì mấy đứa sẽ lấy gì? Lấy anh đứng một mình nè, à, tấn công mình đây, lấy 3 phần 2 chia 1 phần 360. Vậy mấy đứa ra 540. Rồi 540. Được chưa? Rồi ra x rồi. Bây giờ 540 là một con số lớn hơn không thì nhận. À, vậy thỏa mãn điều kiện nha. Vậy vậy quãng đường AB dài 540 km là kết thúc bài toán. Rất dễ bài này, đúng không? Mai mốt mà vô kiểm tra mà gặp những bài này thì mấy đứa làm ơn kiếm điểm trọn điểm giùm tôi một cái nha. Phần này 2 điểm lần đó. Không có giỡn đâu. Rồi, ok, qua nha. Bài số 4. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài khi mà liên quan đến hình chữ nhật á thì mấy đứa lại nhớ một cái một số công thức giùm tôi. Đấy, diện tích thì bằng dài nhân rộng, chu vi thì bằng dài cộng rộng trong ngoặc nhân 2. Nhớ vậy thôi, không cần nhớ nhiều. Bây giờ nó kêu tính kích thước. Kích thước của hình chữ nhật thì kích thước nó gồm có chiều dài và chiều rộng. Bây giờ mấy đứa gọi đi. Mấy đứa thích gọi x là chiều gì, y là chiều gì thì gọi ha. Bây giờ tôi gọi x là chiều dài. Rồi. Đây là cái đề nha. Đó. Bây giờ gọi x là chiều dài hình chữ nhật. Đúng không? Rồi. Dài hơn rộng 6. Rồi bây giờ mình coi nè. Dài rộng. Dài hơn rộng 6, dài dài ra, rộng sao đây? Ngắn lại, dài nó hơn nhiều. Sao? Đúng không? Mà dài là chỉ gì rồi? Mình gọi x là chiều gì rồi? Chiều dài. Vậy tìm chỗ này. Thì lấy thằng dài nè, trừ cái thằng thừa này nè thì ra được chỗ này. Được không? Hiểu chưa? Để suy nghĩ cái nào hay hơn coi. À, có rồi. Bây giờ mấy đứa đơn giản thôi. Cách cách ngu nè, cách dành cho người ngu luôn nè. Rồi, bây giờ gọi x là chiều dài nha. Bây giờ dài hơn rộng. Nếu tìm dài, mấy đứa gặp chữ hơn mấy đứa làm toán gì? Mấy đứa làm toán gì? Chắc chắn mấy đứa hơn làm toán cộng rồi đúng không? À, tìm dài gặp chữ hơn làm toán cộng, nhưng mà tìm rộng làm toán gì? Làm toán gì? Ngược lại. Nếu tìm dài gặp chữ hơn thì làm toán cộng. Ngược lại tìm rộng phải làm toán toán trừ. Do đó lấy x trừ 6. Ok chưa? Được chưa? Rồi. Nếu ai gọi x, giả sử ha, có nhiều bạn gọi x là chiều rộng đi. Như vậy chiều dài thì mấy đứa dài hơn 6. Dài hơn 6. Vậy mấy đứa lấy x sao đây? X cộng 6. Được không? Rồi. Tiếp nha. Vậy x là chiều dài khu vườn hình chữ nhật, chiều rộng là x trừ 6. Rồi. Bây giờ mấy đứa nhìn này. Nếu tăng dài tăng rộng nghĩa là nó có sự thay đổi kích thước thì diện tích khu vườn không không đổi, thì diện tích khu vườn không đổi nghĩa là nó có diện tích khu vườn lúc đầu và diện tích khu vườn lúc lúc sau. Được chưa? Như vậy thì mấy đứa có chiều dài này là chiều dài lúc đầu, chiều rộng này là chiều rộng lúc đầu, sẽ đi tìm cái gì lúc đầu? Diện tích lúc đầu. Tại sao mình lại đi tìm diện tích? Tại vì vấn đề của bài này nó liên quan đến diện tích, do đó ta đi tìm diện tích ban đầu. Thì diện tích ban đầu thì ta lấy dài nhân rộng. Dài là x nhân rộng là x trừ 6. Được chưa? Đây, nhớ để đơn vị nha. Nhiều bạn không để đơn vị này là chết mất 0,25 điểm.
Rồi, bây giờ nghĩa là mình đã tìm được diện tích đầu. Rồi bắt đầu mình nói nè, nếu giảm dài nhiêu? Bộ mình đọc cái câu này, vì chiều dài khu vườn giảm đi mấy? 4 mét. À, vì chiều dài khu vườn giảm 4 mét. Chiều dài là gì? Là x, mà nó đòi giảm đi 4, x trừ 4. Xong. Tăng chiều rộng 3 thì mình nói vì chiều rộng khu vườn tăng 3 mét. À, chiều rộng khu vườn tăng 3 mét. Chiều rộng là gì? Chiều rộng là anh này. Đấy. Ảnh đòi tăng 3 thì đem nguyên cái cụm này ra đây cộng 3 vô. Được chưa? Rồi mình làm gọn lại nè, bằng trừ 6 cộng 3 là trừ 3, đơn vị để vô. Được chưa? Tiếp tục. Nghĩa là tìm diện tích lúc đầu rồi, ban đầu rồi, giờ tìm diện tích lúc gì? Lúc sau. Đã có chiều dài này nè, là chiều dài lúc sau nè. Chiều rộng này là chiều rộng lúc sau nè. Thì mình sẽ tìm được cái diện tích lúc sau. Tại sao mình gọi là lúc sau? Tại vì nó có sự thay đổi kích thước. Nó có sự thay đổi kích thước, đó là cái diện tích lúc sau. À, diện tích lúc sau thì ta lấy dài lúc sau là này, dài lúc sau là này, nhân cho rộng lúc sau. Rồi, diện tích lấy dài nhân rộng thì nó sẽ ra diện tích lúc sau. Tiếp tục mình lập cái câu nói của người ta là gì? Vì diện tích khu vườn không thay đổi nên ta có phương trình. Vì diện tích khu vườn không đổi nên ta có phương trình. Diện tích khu vườn không đổi nghĩa là sao? Nghĩa là cái diện tích ban đầu và cái diện tích lúc sau này như thế nào? Bằng nhau. À, diện tích khu vườn không đổi nghĩa là cái diện tích lúc đầu á với lại cái diện tích lúc sau sao đây? Bằng nhau. Ok ha. Vì diện tích không đổi nên ta có phương trình. Đây là diện tích lúc lúc đầu, đây là diện tích lúc lúc sau, và cho hai này sao đây? Bằng nhau. Tại vì nó không đổi, nghĩa là anh đầu và anh sau y chang vậy. Được không? Rồi. Rồi bắt đầu mình nhân phân phối vô. X nhân x ra x mũ 2. X nhân trừ 6 ra trừ 6x. X nhân x ra x mũ 2. X nhân trừ 3 ra trừ 3x. Rồi, trừ 4 nhân x ra trừ 4x. Trừ 4 nhân trừ 3 ra 12. Bắt đầu mình sẽ làm gọn hai vế cái đã. X bình trừ 6 viết lại. X bình hạ xuống. Nợ 3x, nợ 4x là nợ 7x cộng 12 hạ xuống. Bắt đầu mình sẽ chuyển hết x về một bên và số về một bên. Mình xử lý. Rồi, x bình trừ 6x hạ xuống này. X bình chuyển qua là trừ x bình. Trừ 7x chuyển qua là cộng 7x. Cộng 12 hạ xuống. À, chuyển hết x qua một bên. Rồi bắt đầu mình làm gọn nè. X bình với trừ x bình này thì ra rồi. Mất. Thì bây giờ mình còn là gì? Trừ 6x cộng 7x thì nó ra là 1x. Không, nếu mình không biết làm thì giống nhau chỉ x viết lại. Mình cầm máy tính bấm trừ 6 cộng 7 ra 1 là 1x bằng 12. Mà 12 này là một con số lớn hơn không? Lớn hơn không? Đúng không? Như vậy thì thỏa mãn điều kiện rồi. Bây giờ đề nó kêu tính gì này? Tính kích thước khu vườn ban đầu. Kích thước khu vườn ban đầu nghĩa là chiều dài và chiều rộng. Như vậy thì mình đã có, mình gọi x là chiều gì rồi? Chiều dài. Như vậy chiều dài là nhiêu? 12 mét. Được chưa? Chiều rộng là x trừ mấy này? Chiều rộng là x trừ 6. Như vậy thì chiều rộng khu vườn là x trừ 6 bằng 12. X là 12. 12 trừ 6 bằng 6. Đấy. Rồi. Còn cái chỗ này là chỗ tôi nói thêm. Người ta kêu tìm dài tìm rộng thôi, tìm kích thước thôi. Còn này tôi giả sử đề nó kêu tìm diện tích ban đầu thì mấy đứa chỉ cần thế đây nè, diện tích ban đầu nè, diện tích khu vườn ban đầu nè là x x trừ 6, x nhân x trừ 6, thì mấy đứa chỉ cần diện tích khu vườn ban đầu là x nhân x trừ 6 xuống hàng bằng ngay chỗ nào có x để 12 mở ngoặc ra x để 12 trừ 6, tại x x bằng 12 mà, tính cái kịch ra kết quả xong luôn. Được không? Rồi, giả sử đề người ta kêu tính diện tích gì? Diện tích lúc lúc sau. Thì mấy đứa cũng viết diện tích lúc sau khu vườn hình chữ nhật là mấy đứa ghi nguyên cái cụm này vô rồi xuống hàng bằng chỗ nào có x để số 12 vô thế vô tính ra là xong. Rồi, chu vi, giả sử đề kêu tìm chu vi khu vườn hình chữ nhật thì mấy đứa làm sao? Thì chu vi khu vườn hình chữ nhật thì mấy đứa nhớ công thức nè. Chu vi khu vườn hình chữ nhật thì mấy đứa sẽ đi tìm chiều gì? Chiều dài, chiều rộng. Rồi mấy đứa sẽ lập ngay công thức là chu vi sẽ bằng gì? Dài cộng rộng trong ngoặc nhân 2. Mấy đứa thế vào đây. À, tìm dài tìm rộng mấy đứa sau rồi mấy đứa gặp ghi gì? Chu vi khu vườn hình chữ nhật là mấy đứa lấy dài là nhiêu? 12 cộng rộng là nhiêu? 6 đóng ngoặc nhân 2 sẽ ra được chu vi. Đây là công thức nha. Lưu ý. Rồi, kết thúc bài này luôn. Giờ, đề nè. Đó, đề số 4 đó. À, số 4 nè. Bài giải nè. Đẩy lên từ từ cho coi nè.
Dạ. Cái này là tôi giảng đừng có chép vô nghe, cho tôi nghe trời ơi. Để hỏi gì trả lời đó thôi, còn này tôi giảng thêm. Đó. Đề hỏi chỉ là chiều dài chiều rộng thôi, còn cái màu đỏ là tôi ghi thêm tôi giảng. Dạ. Qua bài, bài số 5. Đọc đề số 5 coi nào. Một sân trường hình chữ nhật có dài hơn rộng 4, chu vi là 180. Rồi mới nhắc chu vi, giờ có chu vi rồi ha. Rồi mấy đứa này, bây giờ mấy đứa hồi nãy tôi gọi gọi x là chiều gì này, bây giờ nói đến muốn tìm diện tích cái sân á thì phải có chiều dài và chiều rộng đúng không? Thì bây giờ tôi phải đi tìm chiều dài và đi tìm chiều rộng mới tìm được diện tích đúng không? Thì bây giờ gọi x là chiều dài. Đấy, dài lại ha. Cái đề chỉ ngắn gọn vậy thôi. Đó. X là chiều dài được chưa? Rồi. Bây giờ chiều rộng này sao đây? Gọi x mét là chiều dài sân trường hình chữ nhật. Rồi. Dài hơn rộng 4. Dài hơn rộng 4. Đó. Bây giờ dài hơn rộng 4. Nếu tìm chiều dài này y như nãy, nước nước mình gọi x là chiều dài rồi đúng không? À, nghĩa là mình đã có chiều dài rồi đó, mình có chiều dài rồi này. Đó. Chiều dài này. Nếu tìm chiều dài gặp chữ hơn làm tướng gì? Cộng, nghĩa là lấy này với này cộng lại. Nhưng ngược lại tìm chiều rộng phải làm tướng gì? Tướng gì đây? Làm toán toán trừ. Như vậy thì chiều rộng hình chữ nhật là chiều rộng sân trường hình chữ nhật là mình đưa lấy x ra đây. X trừ 4 đúng không? Đây. Ok chưa? Rồi. Có dài có rộng rồi. Nhưng mà mình đọc cái đề mình thấy gì? Chu vi sân trường là 180. Thì mình lập cái câu đó vô. Vì chu vi sân trường là 180 nên ta có phương trình. Chu vi thì mấy đứa lấy gì? Dài cộng rộng trong ngoặc nhân nhân 2. Rồi. Dài này cộng cho chiều rộng nè. Đóng ngoặc nè. Cái cụm này là dài, cụm này là rộng, đóng ngoặc nhân mấy? Nhân 2 bằng cái chu vi này. Được chưa? Rồi. Dài cộng rộng trong ngoặc nhân 2 bằng chu vi đó. Rồi tính x hạ xuống. Trước ngoặc này nè là dấu cộng, không đổi dấu bên trong. X vẫn là cộng x, trừ 4 vẫn là trừ 4, đóng ngoặc nhân 2. X cộng x là 2x. À, bên đây viết lại ha, 2x trừ mấy? Trừ 4, đóng ngoặc nhân 2. Rồi. Ở đây tôi giải theo kiểu chung của mọi người là đa số mọi người sẽ đi làm gì? Nhân vô, được chưa? Rồi, nhân vô nè. 2 nhân 2 là 4x. Đó. Rồi, 2 nhân 4 là 8 bằng 180. Sau đó mấy đứa sẽ chuyển x về một bên, số về một bên. 4x hạ xuống, trừ 8 chuyển qua là cộng 8. Rồi, 4x hạ xuống. 180 cộng 8 là 188. Nhân đổi thành chia, mấy đứa lấy 188 chia 4. Được ra chưa? Ra 47. Nghĩa là đã ra được x rồi. Rồi còn có nhiều người khác ra x 47 nha. Rồi. Ở đây tôi giảng cái cách của người khác giải kiểu này nha. Nó giảng ra 47 nhưng mà người ta sẽ giải rất là nhanh hơn mình. Ta giải như vậy này. Ngay chỗ này ha. Mình không người ta sẽ không nhân vô, người ta sẽ giải rất nhanh. Đấy, người ta sẽ giữ lại 2x trừ 4 bằng mấy đứa người ta sẽ lấy 180 chia mấy này. Chia 2. 90 bằng hoặc là sẽ lấy 90 cộng mấy này, trừ 4 chuyển qua là cộng 4. 2x bằng như này. 94. X họ sẽ lấy 94 chia cho 2 thì cũng bằng 40, 47. Đó, đa số người người giỏi người ta sẽ giải kiểu này, còn mình dở á, là mình đi nhân vô đi. Đó, cứ làm theo đường mòn ở nhân phá ngoặc ra, chuyển x dạng bên số dạng bên. Rồi. Sau đó mình đã có x rồi. Thì khi mình đã có x nghĩa là mình đã có chiều gì rồi? Chiều dài rồi. Đó. Chiều rộng mình là x trừ mấy?
x trừ 4 đúng không? Chiều rộng mình sẽ là x trừ 4. Như vậy thì chiều rộng là x trừ 4 bằng x là 47 trừ 4 bằng 43. Rồi. Đã có dài này. Đã có rộng này thì mình sẽ tìm gì? Diện tích. Diện tích sân trường hình chữ nhật là diện tích thì mấy đứa chỉ cần lấy dài nhân rộng, kết quả 2021 mét vuông. Rồi, kết thúc bài số 5 ở đây. Đây tôi sẽ đưa lại cái đề cho mấy đứa coi này, bài số 5 này. Đây, bài số 5. Dạ. Đây nha, giờ bài giải nha. Đó. Chữ viết rõ ràng luôn. Ok. Bình thường viết ở bảng là tôi quệt không đó. Rồi, tiếp tục bài số 6. Rồi, mình đưa đọc đề bài số 6 coi. Rồi, lại tính quãng đường này. Tính quãng đường cho gì? Cho vận tốc, chắc chắn đi tìm gì liền? Thời gian chứ chạy đâu, đúng không? Đó là cái suy luận của mình rồi. Tìm sao? Suy nghĩ coi, định hướng trong đầu cái nào? Sáu nha, sáu tôi cũng giải rồi này. Rồi nói cho nó nhanh. Bây giờ tương tự nha, che lại đàng hoàng nhé. Đấy, che lại từ từng bước cho mấy đứa coi ha. Rồi bây giờ mấy đứa gọi này, bây giờ mình không cần suy nghĩ đề luôn á, mình chỉ cần nó kêu tính quãng đường vậy gọi x là quãng đường đó. Tiếp tục này, mình làm này. Người đi bộ đi từ A đến B với vận tốc. À, nghĩa là cho cái vận tốc đi, tìm cái gì của đi, thời gian đi. Như vậy thì thời gian ô tô đi từ A đến B, thời gian thì lấy quãng đường chia vận tốc. Quãng đường lại bao nhiêu? Quãng đường là x nè, vận tốc đi là 30. Rồi tiếp tục này, cùng lúc đó một người đi mô tô cũng đi từ A đến B. Như vậy thì vận tốc ban đầu, thời gian đầu là thời gian của ô tô, thời gian kế tiếp là thời gian của mô tô. À, như vậy thì thời gian mô tô đi từ A đến B, hai này nó đều đi từ đâu? Hai ô tô và mô tô này nó đều đi từ A đến B. Rồi. Nó đi cùng chiều đấy. Rồi bây giờ tiếp tục này, thời gian thì lấy quãng đường chia vận tốc, quãng đường là x, vận tốc đi của mô tô là 60. Đây. Rồi tiếp tục này, nên đã đến sớm hơn người đi mô tô. Ồ. Oh, cái câu này đã à ta. Đây, cái câu này mình lập luận nè, mình suy nghĩ nè. Ý nghĩa của cái này là cái gì đây? Này, tôi vẽ hình ra là mấy đứa biết liền này. Bây giờ này, một người đi ô tô và một người đi mô tô. Anh đi mô tô này nè, nó đi với vận tốc 60, nghĩa là cái tốc độ chạy của anh ô tô tốc độ chạy có 30 thôi. Anh mô tô tốc độ chạy tới 60 lần, cái tốc độ chạy của anh này nó sẽ rất là nhanh. Khi mà nó nhanh thì nó đến từ A đến B. Này, mô tô nha, mô tô, đây là mô tô, nó đi này, nó đi nhanh nên nó cái thời gian của nó sẽ đây, nó ít, còn cái anh ô tô này chắc chắn thời gian của anh phải sao đây, dài ra, hiểu không? Anh này nè, đây là thời gian, đây là thời gian của mô tô, đây là thời gian của ô tô. Cái anh mô tô này nè, ảnh đi với tốc độ 60 nên ảnh đã đến sớm hơn người đi ô tô. Nghĩa là cái thời gian của ảnh đến sao đây, đi sao đây, ngắn hơn. Sớm hơn có nghĩa là cái thời gian của ảnh đi ngắn hơn của anh kia là nhiều, 2 giờ 30 phút. Anh này chạy rất là lâu, ảnh chạy 2 giờ 30 phút. Nghĩa là sao đây? Nghĩa là thời gian của mô tô nó ngắn hơn. Này, mô tô đến sớm hơn người đi ô tô. Mô tô đến sớm hơn, nghĩa là cái lượng thời gian nó đi sao đây? Ngắn. Còn lượng thời gian của anh kia sao đây? Dài ra. Mấy đứa cứ nhớ. Ví dụ hai thằng đi mà thằng kia nó đi nhanh, vậy thì nó tiết kiệm được thời gian, nó đi ít giờ hơn. Đó. Rồi, bây giờ làm sao ra 2 giờ 30 phút? Thì mấy đứa phải lấy thằng dài trừ cho thằng gì? Thằng ngắn. Đó, cái cách hỏi người ta nó sẽ khác đi. Và mấy đứa phải suy nghĩ. Được chưa? À.
Rồi, do đó mới đứa sẽ lấy thời gian của ô tô trừ thời gian của mô tô. Thời gian mô tô. Ô tô. Đây, thời gian ô tô. Này, lấy thời gian ô tô trừ cho thời gian mô tô. Thời gian ô tô là x trên 30 trừ thời gian mô tô là x trên 60 bằng 5/2. Vì thời gian người đi mô tô sớm hơn thời gian người đi ô tô là 2 giờ 30 phút bằng 5/2 giờ, làm sao ra 5/2 thì mới đưa lấy 30 chia 60 là phút nè, chia 60 để thành giờ á, rồi cộng thêm 2 này nữa mới ra được 5/2. Rồi mới đưa viết phương trình này vào và tính bình thường thôi, đặt x ra thì 1/30 cộng 1 trừ 1/60 bằng 5/2. Tính cái này. Rồi x nhân cái chỗ này tính ra 1/60 bằng 5/2 nhân thành chia, mới đưa lấy 5/2 chia 1/60 ra là 150. Nghĩa là đã có được quãng đường rồi. Đấy. Thỏa mãn điều kiện nha, thỏa mãn điều kiện. Như vậy thì vậy quãng đường AB dài 150 km. Rồi, ok. Xong ha. Bài số 7. Rồi mình đưa đọc bài số 7 các bạn. 7 nè. Một miếng đất hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Thôi, bây giờ tôi làm dễ ha. Bây giờ tôi gọi x là chiều rộng đi. Tại sao tôi gọi x là chiều rộng? Dễ hơn. Này này. Mấy đứa cái này phải rành toán đố của cấp 1 á thì mới giải nhọn ok phần này ha. Bây giờ này, dài gấp 3 lần rộng thì rộng bằng 1/3 dài. Rồi, bây giờ bài này tôi cũng chỉ kiểu ngu luôn nè, ngu luôn nè. Bây giờ mấy đứa gọi x là chiều dài đi. Đó. Rồi x là chiều dài. Rồi có chiều dài rồi. Bây giờ chiều rộng thì mấy đứa suy nghĩ nè. Nếu gọi x là chiều dài thì chiều rộng sẽ như thế nào? À thì mấy đứa đặt câu hỏi. Gấp làm tổng gì mấy đứa? Ai cũng biết gấp làm tổng nhân. Rồi, nhân. Nếu tìm chiều dài thì nhân mấy? Nhân 3. Ngược lại tìm chiều gì? Chiều rộng thì sao? Chia 3. Vậy lấy mấy chia 3? Lấy x chia 3. Đó vậy đó. Được không? Đơn giản. Rồi. Trường hợp khác tôi không gọi vậy. Tôi gọi x, gọi rộng, gọi chiều rộng là x. Vậy chiều dài sẽ bằng gì? Thì mấy đứa coi nè, dài gấp 3 à, tìm chiều dài gặp chữ gấp làm tướng gì? Tướng nhân, đây, tìm dài nè, gặp chữ gấp nè, làm tướng nhân. Vậy lấy mấy nhân mấy? Lấy x nhân, nhân 3 hay là 3 nhân? 3 nhân. Hiểu chưa? Rồi bây giờ bài này sẽ giải như sao ha. Rồi bây giờ này, gọi nè. Mấy đứa đọc sơ sơ này thôi, không cần đọc nhiều, đoạn đầu thôi, không gì suy nghĩ. Bây giờ nó khi mà nó liên quan đến cái hình chữ nhật các chắc chắn phải có chiều dài và chiều rộng, do đó mấy đứa cứ đi gọi x là chiều dài, y là chiều rộng vậy đấy. X là chiều dài à, hoặc là x là chiều rộng à, bây giờ ở đây tôi gọi x là chiều rộng nha, cho nó vậy. Gọi x là chiều rộng hình chữ nhật à, x là chiều rộng miếng đất hình chữ nhật à, miếng đất hình chữ nhật, chiều rộng miếng đất hình chữ nhật à, chiều dài miếng đất hình chữ nhật là miếng đất hình chữ nhật là 7, hiểu không? Bây giờ nè, gọi x là rộng. Giờ tìm dài. Tìm dài mà chữ gấp làm tướng gì? Nhân. Vậy lấy 3 nhân x rộng. Rồi. Sau đó mấy đứa đi tìm cái gì? Mấy đứa suy nghĩ coi. Mấy đứa thấy chữ diện tích không? À, diện tích à, rồi nó có sự tăng giảm về chiều dài nữa nè. Nghĩa là phải có diện tích lúc đầu và diện tích lúc sau. Được chưa? Do đó ta đã có được chiều dài rồi, có được chiều rộng rồi, ta đi tìm cái gì lúc đầu? Diện tích miếng đất lúc ban đầu. Diện tích thì lấy dài nhân rộng. Dài là gì? 3x. Nhân rộng là gì? X. Rồi, ra diện tích lúc đầu. Tiếp tục mình đọc. Nếu tăng chiều dài, chiều rộng 2. Nếu tăng chiều rộng 2 thì mấy đứa này, vậy thì vì chiều rộng tăng thêm, chiều rộng miếng đất tăng 2m. Chiều rộng miếng đất tăng 2m. Chiều rộng là gì? Là x. Bây giờ nó tăng tăng 2 vậy x cộng 2. Được chưa? Rồi, chiều rộng miếng đất tăng 2m. Chiều rộng là x tăng 2 là x cộng 2. Giảm chiều dài 4. Rồi, chiều dài miếng đất giảm 4m. À, chiều dài miếng đất giảm 4m. Chiều dài là gì? Là 3x. Giảm 4 lấy 3x trừ 4. Được chưa? Có rộng này là rộng lúc sau, có dài này gọi là dài lúc sau. Tại sao mình gọi là lúc sau? Tại vì nó có sự thay đổi nên gọi là lúc sau. Còn anh đầu này nó có thay đổi gì đâu, y vậy, có sao cho vậy, nói vậy là nó không có sự thay đổi nên gọi là ban đầu.
anh này có sự thay đổi, tăng lên rồi giảm xuống, đây là sự thay đổi. Nên diện tích của mình kế tiếp nó sẽ là diện tích lúc sau. Diện tích miếng đất lúc sau là diện tích lúc sau, thì ta lấy dài lúc sau nhân cho rộng lúc sau. Bây giờ dài lúc sau là bao nhiêu? Là 3x - 4. Nhân rộng lúc sau là gì? Là x cộng 2. Được chưa? Rồi, tiếp tục mình đọc cái đề. Thì diện tích tăng thêm 28m. Thì mình ghi câu đó vô rồi mình nói chuyện sao? Vì diện tích tăng thêm 28m nên ta có phương trình diện tích tăng thêm. Đây nè, tôi vẽ ra nè. Đây là diện tích đầu nè, đây là diện tích sau nè, được không? Bây giờ đầu bao nhiêu đây? Nè nè, nó nói tăng rộng 2, giảm dài 4 thì diện tích tăng thêm 28. Thì diện tích tăng thêm 28 là ai tăng 28? Diện tích lúc sau. Được chưa? Đây. Đây à. Đây là ban đầu có đoạn ngắn như thôi. Sau này nhờ sự tăng giảm như vậy thì diện tích lúc sau nó tăng thêm 28, nghĩa là nó sẽ dài hơn cái thằng đầu 28. Làm sao lòi ra số 28 này? Thì mình sẽ lấy cái thằng dài này nè, trừ cho cái thằng gì? Thằng ngắn. Lấy thằng dài trừ ngắn, nghĩa là lấy diện tích sau trừ cho diện tích đầu bằng nhiêu? 28. Nhớ nha. Rồi, diện tích miếng đất tăng thêm 28m nên ta có phương trình. Mới đưa lấy diện tích, lấy diện tích gì? Sau trừ diện tích đầu sẽ rất thừa ra này. Diện tích sau là 3x - 4, x - 2, x + 2, trừ diện tích đầu là 3x - x = 28. Rồi mới đứng nhân phân phối vào nè. 3x - x = 3x bình, 3x - 2 = 6x, -4 × x = -4x, -4 × 2. Ôi chết rồi. -4 × 2 ra từ 8 nha. Rồi. Chết rồi. -8. Rồi, x × x = 3x - 2. Rồi, bằng 28. Rồi, 3x bình, 6x - 4x thì ra nhiêu này? Ra 2x. -8 này hạ xuống này. Rồi, này -8 nha. -3x bình bằng 28. Rồi, 3x bình với -3x bình sao rồi? Mất, đúng chưa? Rồi. Như vậy thì mình chỉ còn lại là gì? 2x - mấy? 2x - 8. Được chưa? Bằng 28. 2x hạ xuống, -8 chuyển qua là cộng, cộng 8. 28 cộng 8 là nhiêu? 30. 36. Vậy nhân thành chia, vậy mới đưa lấy 30 mấy? 36 chia cho 2 bằng 10 mấy? 18. Rồi. Như vậy thì mấy đứa đã có, mà x nãy mấy đứa gọi x là chiều gì? Chiều rộng. Như vậy thì chiều rộng là nhiêu? Chiều rộng miếng đất là 10. 18. Được chưa? Rộng đất là 18. Chiều dài là 3x, là lấy 3 nhân cho 10 mấy? 3 nhân 10 18. Rồi. 3 nhân 18 là như vậy. 3 8 24, 54. Rồi. Được chưa? Rồi, đề này nó kêu tính cái gì? Đây này. Tóm tắt lại chiều rộng nha, 18, chiều dài là 3x, lấy 3 nhân 18 ra 54. Rồi. Rồi bây giờ đề nó kêu tìm gì đây? Diện tích miếng đất ban đầu. Đúng không? Và chu vi miếng đất. Được chưa? Bây giờ diện tích miếng đất ban đầu là, mình đưa lấy 3 nhân x là bao nhiêu này? X là 18. Đó. Rồi nhân x nữa là nhiêu này? Này, công thức nè. Diện tích miếng đất ban đầu nè là 3x nhân x đúng không? Nè, 3x nhân x nè. Đó, ai ghi 3x bình cũng được luôn nha. Rồi, 3x bình thì 3 nhân 18 bình. Còn giờ 3x nhân x thì mấy đứa ghi vậy. Được chưa? Tính ra 3 nhân 18 nhân 18 nè. Rồi, 972. 972 ha. Rồi. Đề bỏ số quá ha. Chu vi thì mấy đứa lấy dài cộng rộng trong mặt nhân 2. Dài là như này. Chu vi miếng đất là, mấy đứa lấy dài là nhiêu? Dài tôi đã tính ra rồi này, 54.
cộng rộng là nhiêu? 18 nhân 2, mình đưa bấm máy thôi nè, 54 nè, nhân 2 nè, rồi 144 này. Rồi kết thúc bài toán này luôn chưa? Rồi đây, cái đề này, cái đề nó chỉ có 3 hàng thôi, giải ra anh đóng hàng toán rất là hay ha, hiểu chưa? Rồi tiếp tục bài số 9 hay bài số 8. Rồi mấy đứa đọc đề ra nào. Một người đi xe đạp lại tính quãng đường. Trời ơi, đã quá mà. Vô gặp cái quãng đường này là ngon lề đúng không? Tôi cho bài toán thường quãng đường vậy đó. Tại sao biết cho vậy không? Tại vì khi mà cái chương kiểm tra này thường liên quan đến cái vấn đề xe cộ, quãng đường, thời gian và tốc, nên tôi cho này. Chứ không rảnh đâu cho này, đúng không? Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình. Đây, có vận tốc. Nó kêu tính quãng đường thì gọi x là gì rồi? X km trên giờ, đúng không? Bài số 8 này kêu tính gì gọi đó, mình thiệt thà lắm đó. Rồi giải này, rồi để đó, rồi x km trên giờ là quãng đường AB, x km thôi, quãng đường là km thôi, là quãng đường AB, điều kiện anh ấy này lên không. Tiếp tục này, thời gian người đi xe đạp này đi từ A đến B, lúc về nghĩa là gồm có đi và về, được chưa? Như vậy thì thời gian xe đạp đi từ A đến B, thời gian người đi xe đạp đi từ A đến B, thời gian thêm vô cho nó lịch sự đi, người đi, chữ này là chữ người nha. 21 lên lớp 11 12 học chữ này là chữ lambda vật lý ha, mốt biết. Thời gian người đi xe đạp đi từ A đến B, thời gian thì lấy quãng đường chia vận tốc, quãng đường là x, vận tốc lúc đi là 40. Rồi, đương nhiên là giờ. Thời gian người đi xe đạp đi từ B về B về A, lúc về này là nghĩa là đi từ B về A đấy. Rồi, vận tốc 30. Vận tốc thì lấy thời gian thì lấy quãng đường chia vận tốc, quãng đường là x, vận tốc lúc về là 30. Tiếp tục nó nói câu gì? Cả đi lẫn về 3 giờ 30 phút. Nghĩa là cả đi lẫn về hết 3 giờ 30 phút, nghĩa là cái chỗ này là thời gian. Nghĩa là nó ám chỉ cho mình biết là gì? Là thời gian đi và cái thời gian về này là 3 giờ 30 phút, nghĩa là lấy cái thời gian đi cộng cho cái thời gian về là 3 giờ 30 phút. Cả đi lẫn về là cộng, được chưa? Rồi, vì thời gian cả đi lẫn về là 3 giờ 30 phút, mà 3 giờ 30 phút là 7/2 giờ nha. Tại sao ra 7/2? Thì mới đưa lấy 30 chia 60 cộng cho 3 là 7/2 giờ. Nên ta có phương trình. Đây, 1x trên 40 là cái thời gian đi cộng thời gian về, cả đi lẫn về, là hai này cộng lại ra 3 giờ 30 phút, mà 3 giờ 30 phút chính là 7/2. Tại sao mình lại đổi về giờ? Tại vì anh này là giờ thì anh này cũng phải là giờ, được chứ? Kiểu nó mới đồng đều. Anh này giờ, tự nhiên anh này giờ với phút chơi chung. Vô duyên không? Rồi, giống nhau gì? Giống nhau x đặt x ra. Thì còn 1/40, x dục đi mất thì trong vơ trong quốc đây nghĩa là còn lại số 1 nha. X bỏ ra thì còn lại số 1. Như vậy thì x dục ra thì còn 1/40 cộng 1/30 bằng 7/2. Tính cái chỗ này. Đó. X nhân 7/120. Đó. Bằng 7/2. Nhân đổi thành chia thì mấy đứa lấy 7/2 chia cho 7/120. Thì nó sẽ ra là 60. Thông an điều kiện. Đây. Được chưa? Như vậy thì mấy đứa vậy thôi. Điều kiện này lớn không này, 60 lớn không ngon lành rồi. Vậy quãng đường AB dài 60 km là xong. Đây. Đây là cái đề này. Coi là cái đề này. Chế độ thừa tôi không cho coi đề nữa, khổ tôi. Rồi. Ok nha. Bài cuối cùng. Là xem như là tôi sẽ ngưng ôn chương 3 ở đây rồi đó. Để sau sẽ dạy phần mới nha. Chương 4 và hành học. Rồi. Bây giờ này rất dễ thôi. Năm nay cha của Tú năm nay tuổi cha Tú gấp 3 lần tuổi Tú. Bây giờ người ta kêu tính tuổi ai vậy? Tuổi Tú này. Người ta kêu tính tuổi Tú, vậy thì gọi x tuổi là số tuổi của Tú năm mấy? Năm nay. Tính tuổi Tú năm nay.
Vậy gọi ít tuổi là số tuổi của Tú năm nay, điều kiện là ít lớn không. Bây giờ cha này, bây giờ có tuổi Tú năm nay rồi thì tìm tuổi cha Tú năm năm nay nè, tuổi năm nay tuổi cha Tú nè. À, vậy tuổi cha Tú năm nay cha gấp 3 lần Tú. À, Tú là gì? Tú là ít mà cha gấp 3 lần. Vậy 3 lần, 3 lần Tú là 3 lần gì? Tú là gọi là ít rồi nè. Đúng không? Vậy 3 lần gì? 3 lần ít là 3 ít. Vậy tuổi cha nó là 3 ít. À, tuổi cha của anh Tú là 3 ít. Bây giờ tiếp tục nè. Biết rằng 14 năm nữa. Rồi, bây giờ nghĩa là khi mà 14 năm nữa nghĩa là Tú tăng lên mấy năm? 14 năm. À, Tú tăng lên 14 năm. Vậy cha của Tú có tăng thêm 14 năm không? Hay là Tú tăng rồi cha ngưng ở đó nghỉ mệt khỏi tăng? À, khi mà Tú tăng thì cha cũng phải tăng. Nghĩa là mỗi một năm Tú lên một tuổi thì cha lên một tuổi. Chứ không lẽ Tú lên tuổi rồi cha ngừng đó chờ Tú sao được, đúng không? Nghĩa là cha tăng thì con cũng phải tăng. Đó. Rồi bây giờ này, tuổi Tú 14 năm nữa. Tú là gì rồi? Là ít rồi. 14 năm nữa thì phải cộng thêm 14 vô. Rồi, tuổi Tú rồi, giờ tới tuổi ai? Tuổi cha Tú 14 năm nữa ha. Tuổi cha Tú 14 năm nữa. Cha Tú là gì? Cha Tú là 3x mà 14 năm nữa thì cộng thêm 14 vô và nhớ đơn vị là tuổi vô nghe. Rồi, tiếp tục. Thì tuổi cha Tú gấp 2 lần tuổi Tú. Có nghĩa là cái sự thay đổi này nè, nó giúp cho cha Tú gấp 2 lần Tú thì mình lập cái câu đó vô. Vì tuổi cha Tú gấp 2 lần Tú nên ta có phương trình. Cha Tú là gì? Đây, cha Tú là chỗ này. Đó, cha Tú là 3x cộng 14. Gấp 2 lần Tú. Như vậy thì gấp 2 lần Tú mà Tú chính là gì? X cộng 10 14. Như vậy thì cha Tú này. Đó, gấp nghĩa là bằng 2 lần Tú. 2 lần Tú này. Đó. Ở đó đầu nhân vô. 3x hạ xuống cộng 14 hạ xuống. 2 nhân x là 2x, 2 nhân 14 là 28. Rồi, chuyển x về một bên, số về một bên. 3x trừ 2x. 14 chuyển qua là trừ 14 lấy 28, 28 trừ 14. Vậy x trừ 14. Bây giờ mình vậy thôi. Vậy tuổi Tú năm nay là 14. Còn nếu mà người ta hỏi cha Tú năm nay thì trả lời sao? Vậy tuổi, nếu mà người ta hỏi tuổi cha Tú năm nay thì mình trả lời tuổi cha Tú năm nay là gì? Là gì? Cha Tú năm nay là 3x. À, là 3x rồi bằng 3 nhân cho 14. 3 4 12 viết 2 1 42 tuổi. Đó. Rồi, người ta hỏi tuổi hai cha con thì lấy tuổi này với tuổi này sao đây? Cộng lại. Được chưa? Rồi, ok. Đơn giản quá mà đúng không? Hiểu không? Rồi, cho coi cái đề này. Đây đây này. Đó. Đơn giản nè. Ok, kết thúc.